chào tất cả các bạn nha, đến với kênh của em Ngọc Vlog. Hôm nay em Ngọc sẽ chia sẻ cảnh sông nước, những người thả lưới trên sông cho các bạn, và những chiếc vỏ máy tàu thuyền xà lan cao tốc đồ. Các bạn xem video cùng em Ngọc vui vẻ. Nếu thích kênh của em Ngọc thì hãy ủng hộ em Ngọc, vỏ máy hộp dịch cho các bạn, và đẩy lại có chiếc vỏ với chiếc chẹt đang đua luôn đó các bạn. Đố các bạn cái vỏ với cái chẹt cái nào thắng. Em Ngọc chắc chưa ra quay cho các bạn xem nó nhảm. Tất nhiên là cái vỏ phải thắng cái chẹt rồi, làm sao mà cái chẹt thắng cái vỏ, phải không các bạn? Đó. Cái vỏ chạy rất là giọt luôn. Có cái gì đó chứ, thả lưới kìa. Để mình canh dĩ lại mình hỏi coi thả lưới dính cá nhiều không nha. Đó. Có dính cá không Út? Có dính không? Có hết hả? Ba màng hả? Đâu có đâu. Không có. Quay và thả lưới. Cảnh sông nước mà coi có cá không. Coi có cá không nha các bạn. Lưới này mới mua hay dạ mới chắc hả? Vỏ nó đó các bạn, vỏ chạy lại nè. Các anh thả lưới cá nhiều lắm nè các bạn. Thả lưới hay lắm, chuyên nghiệp luôn á. Đó, mình quay cảnh anh đang để lưới xuống sông đó các bạn. Chuyên nghiệp đó các bạn, thấy không? Tay chuyên lẹ làng nhanh nhẹn. Ồ, cá nhiều quá nè. Cái này thả lưới ba màng nè các bạn. Cá gì Vinh không? Cá gì vừa không? Gì này dưới thả lưới hay ghê ha. Đây là cái xuồng này các bạn, đi trên cái xuồng. À, lưới ba màng. Và có cái cây đó các bạn, cây đó để thụt các bạn. Trời ơi các bạn.
chiếc đò đó để đưa khách qua sông, qua lại cho thuận tiện đó các bạn. Dòng đầu vòng vòng đây chỉ có đò thôi chứ không có cầu để đi qua sông các bạn. Chiếc cao tốc kìa các bạn thấy không, là dọn lên cao tốc. Những cơn sóng mà chập chờn kìa các bạn đó. Nếu các bạn thích kênh của An Ngọc Vlog thì hãy like, đăng ký miễn phí để ủng hộ kênh An Ngọc ngày càng phát triển nha các bạn. An Ngọc chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công trong công việc.